Hello anh em, hôm nay là chương trình sale của thương hiệu Desktop anh em. Có rất là nhiều sản phẩm ha, ở bên trên này không nhiều nhưng mà cũng một số dòng mà anh em mình cần thì thấy ở trên màn hình thấy có đúng cái nhu cầu, đúng cái sản phẩm mà mình đang tìm kiếm để sử dụng thì ủng hộ Minh Châu ha. Đây là dòng cắt gạch DK110 của thương hiệu Desktop nha anh em. Dòng này thì anh em mình có thể sử dụng trong các công việc như cắt gạch, gỗ, ván cốt pha rất ok luôn anh em ha. Đây, dòng một tấc này. Dòng này thì anh em mình cắt ván cúp pha cũng rất là tuyệt vời luôn anh em. Có phiếu bảo hành, sách hướng dẫn đầy đủ cho anh em ha. Đây, đế là bằng thép trắng nha anh em. Phần đằng sau này, dòng này là điện sử dụng là 220V, 50Hz, công suất là 1400W anh em. Wow, công suất 1400W ở con này thì anh em mình xài thoải mái luôn. DK110, dòng này vừa rồi bán cũng rất là nhiều anh em ạ. Đây, có khóa mở, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn đầy đủ, được bảo hành 6 tháng cho anh em ha. Giá bán thì hôm nay sao rẻ cho anh em luôn, chỉ có 690.000. 690.000 anh em mình sở hữu một máy như thế này ha. Đó, nguyên thùng ha. Tiếp theo là con thổi bùi này. Thổi hút của thương hiệu Desktop. Có mã là M21TB01 nha anh em. TB01 là một cái dòng mà anh em mình thổi lá, thổi bùi rất là ok luôn. Có hôm nay là còn gì gom đó này, có gom cho anh em 3 ống luôn. Anh em mình thoải mái luôn ha. Ống này có thể nối dài được à. Ok chưa? Mình nối dài, mình gắn, mình thổi, mình hút, mình làm được đầy đủ việc luôn. Có túi rác cho anh em này ha. Đó. Phiếu bảo hành, sách hướng dẫn và một cái giá đỡ cho anh em mình nè. Đây. Anh em thấy không? Con thổi bùi này nhìn rất là ngầu luôn. Đây anh em gắn giá đỡ vô nha. Mình sử dụng ha. Đó, anh em thấy không? Gắn lên cái là có cái chỗ tựa, cái điểm tựa này, anh em hút hút bụi anh em có thể gắn vào đây ha. Hút gắn hút ở đây, mình hút nha anh em. Đó, gắn hút ở đây mình hút ha. Đó, như thế này, mình gắn pin. Vừa hút rác, hút bụi được thì con này là ok luôn anh em. Chân M nhá, nên rất là đa dạng cho anh em mình sử dụng luôn. Đó, hút khỏe cực kỳ, túi rác này. Đó, hút rác vào bên trong đây anh em vệ sinh thì anh em tháo đây ra, sổ rác ra nha. Nó lọc cực kỳ kín luôn. Bọc túi rác này rất là dày, có lường xốp bên trong luôn nha anh em. Phiếu bảo hành, sách hướng dẫn này. Hai ống này thì anh em mình có thể nối dài ra đây ha. Đó, anh em có thể đây. Hút này. Hút này, thôi này. Đó, thôi nó làm một cái móc lên như thế này, anh em thổi thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Đó, còn bao nhiêu là gom hết ở trong đây cho anh em rồi đó. Ống ít 3 ống luôn, nối cho anh em luôn, có đầy đủ như thế này cho anh em ha. Đó, không pin nha anh em, máy thôi không pin. TB01 là một cái dòng thổi mà anh em mình sử dụng rất là đa dạng luôn. Mình có thể vệ sinh xe khi mình mới rửa xong đúng không, mình xịt khô xe cũng rất là ok luôn ha. Đó, con này hôm nay sale rẻ cho anh em luôn, chỉ với 590.000 ha, 590.000 nha anh em. Một máy như thế này ha. Rồi, tiếp theo là con máy mài. Có model là DKAG1100S nha anh em. 1100S là dòng này là có chỉnh tốc ở đây nè anh em ha, có điều tốc cho anh em làm việc luôn, rất là chất luôn anh em. Đây. Còn máy thì anh em biết rồi, dòng này thì bảo hành 6 tháng của thương hiệu Desktop chính hãng ha. Có tay cầm, có máng bảo vệ, một đôi thang sơ cua ha. Có đầy đủ như thế này cho anh em mình sử dụng luôn. Máy thì anh em thấy này, làm thiết kế ở bên ngoài cũng rất là ok luôn ha anh em. Đó, mạ máy này, ở đây 110S này anh em. Điện là 220V cho đến 240V, 5-60Hz. Công suất là 1100W anh em. 1100W, khỏe nha anh em. Đây, phần đầu làm ok chưa? Rồi, mình ghi điện để cho anh em mình tham khảo này. Đó, có điều tốc để anh em mình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Một máy như thế này ha anh em. Nó chỉ có 630.000 là anh em sở hữu một máy như thế này rồi ha. Đó, 630.000 nha. Có mấy con thôi anh em nhanh tay ha. Tiếp theo là đèn này anh em. Đèn này. Đó,
Đèn này thì anh em mình sử dụng để trong các trường hợp như cúp điện này, hay là anh em cần chiếu sáng trong các công việc ngoài làm ở ngoài vườn, ngoài ngoài hè, ngoài sân mình có thể sử dụng ha. Những nơi mà tiết kiệm điện là anh em có thể sử dụng được ha. Ok chưa? Hoặc là đặt ở bàn học của các em đang học thì mình cũng có thể sử dụng ha. Nó có chế độ sáng này, hai mức sáng và một mức đèn nháy để gọi cứu hộ anh em ạ. Đó, để gọi cứu hộ, ok chưa? Đó, đèn này anh em đi trong rừng mình để đèn nháy này, đó, chiếu sáng này, rồi đèn cứu hộ là nó nhấp nháy liên tục luôn anh em. Tắt đồ sáng này, đó, tăng đồ sáng anh em. Đó, một đèn như thế này hôm nay sale rẻ cho anh em luôn, chỉ với 190.000 anh em sở hữu một một cái đèn như thế này ha. Đó, gập 90 độ. Anh em mình có thể gập 90 độ. Đó, thoải mái gập luôn. Xoay này ha. Ok chưa? Mình có thể xoay phù hợp với những anh em mà làm điện tử, làm các công việc mà làm tỉ mỉ, mình cần độ sáng cao thì mình sử dụng những em này là tuyệt vời ha. Đây, đèn rất là sáng luôn anh em, thấy không? Quá chất luôn, chỉ với 190.000 là anh em sở hữu một đèn như thế này ha. Không có pin nha anh em ha. Một thân đèn như thế này thôi. Chân là chân M, anh em mình thoải mái sử dụng luôn, đầy đủ cho anh em rồi ha. Đó, ok chưa? Quá chất luôn anh em. Một thân như thế này chỉ có 190.000 trong chương trình hôm nay nha anh em. Rồi, tiếp theo là con đục 30 ly này. Mình phải dọn chỗ đi để cho con đục nó tràn ra này anh em ha. Con đục 30 ly hôm nay sale rẻ cho anh em luôn này. Được bảo hành 6 tháng chính hãng, hôm nay sale cho anh em chỉ có 2 triệu 50.000 thôi, 2.050.000 nha anh em. Đó, anh em xem con đục đã lắm anh em ơi ha. Mình anh em thờ thầy làm nghề thì con này là tuyệt vời này, 2.050.000 ha, mà được bảo hành 6 tháng ở Minh Châu thì anh em yên tâm về các cái chế độ và giá cả thì luôn luôn là hợp lý để anh em mình sử dụng ha. Bán chiết khấu chứ không có bán giá chênh lệch cho nên là giá quá tuyệt vời luôn anh em. Đây anh em thấy không, con đục đét tông này bình thường nó là 2.400.000, 2.500.000 ở Minh Châu đang bán ha. Bây giờ là sale rẻ cho anh em này. Đây, đục của đét tông này 1.850W anh em. Đó, 1.500 vòng trên 1 phút anh em. Có mã là DK DH 65C nha anh em, DH 65C ha. Đây, bên trong thì anh em biết là mỗi con đục của thương hiệu đét tông thì thường thường là kèm phiếu bảo hành sắt hướng dẫn này và kèm theo hai mũi đục, một nhòn một dẹp để anh em mình sử dụng ha. Đây, mũi nhòn để anh em mình tỉa bê tông này, còn mũi dẹp thì anh em mình có thể đục các cái nền mềm thì anh em có thể đục ha. Riêng con này là lực đục nó rất là khỏe, nòng 30 ly anh em cho nên là rất là khỏe luôn anh em. Đây, có bên trong nó có đệm xốp đầy đủ cho anh em mình này ha, ok chưa? Còn máy cực kỳ là khủng luôn anh em, rất là khủng luôn ha. Thương hiệu Deadtone là ở bên trên này anh em ha. Đó, có đầy đủ các thông số để cho anh em mình tham khảo này. Còn máy thì bình thường ấy thì Minh Châu sẽ khui ra trước rồi mới review, nó sẽ dễ hơn bởi vì con này nó nặng ha anh em. Nhưng mà hôm nay khui nguyên đai nguyên kiện cho anh em mình tham khảo luôn ha. Hộp thì rất là chắc chắn, ok để anh em mình có thể cất giữ ha. Rồi, con máy của chúng ta nè ha, phần đầu thì anh em thấy được sơn tĩnh điện ở bên ngoài làm rất là chắc chắn và nhìn rất là mát mắt luôn anh em ha. Khóa mũi nè anh em, đó, chốt khóa mũi này, phần đầu ốc lục giác làm rất là chắc chắn và an toàn khi anh em mình sử dụng này. Anh em về sử dụng thì độ nhớt vào đây nhá, nó bên trong nó có kèm chúng ta một cái khóa mở để anh em mình bỏ vào đây, xoáy ra, xoáy mỗi cái nắp này thôi nha anh em. Sau đó mình cho nhớt nhớt 10 vào bên trong này, nó sẽ đục xuống ở phần đục rất là chất luôn, bền bỉ cho anh em ha. Trong này thì anh em thấy hai ổ thang ở hai bên không? Hai ổ thang hai bên là được thiết kế một cái đai bọc cho anh em mình kín ổ thang, khi mà mình đục mà lực đục nó rung nó sẽ rớt thang ra, nhưng mà ở đây nó cố định cho anh em mình luôn. Đây anh em thấy không, làm rất là ok và chắc chắn luôn. Bên dưới này nó có một cái chụp rác để bọc khi mà anh em mình sử dụng, lỡ nó có những vật cứng lớn nó không vào được bên trong ảnh hưởng động cơ ha. Rồi, phần bên trên thì anh em thấy này, thiết kế rất là đẹp luôn, liền lạc ha. Tay cầm là bằng nhựa nha anh em, nhựa nguyên sinh ha. Đây, nhựa nguyên sinh ở bọc cao su ở đằng sau để chống trơn trượt khi anh em mình sử dụng ha. Không sợ trơn trượt khi tay ra mồ hôi hay tay mình bị ướt ha. Sử dụng con này là tuyệt vời đó anh em. Rồi, về các linh kiện thay thế thì anh em mình có thể xài chung với đục 30 ly
rất là nhiều. Thông dụng phổ thông của dòng này thì rất là phổ thông luôn. Anh em mình có thể thay thế các cái linh kiện chi tiết là có thể thay thế luôn. Và dây nguồn thì anh em mình thấy này, nó thiết kế cho chúng ta một dây rất là dài anh em, khoảng tầm 5 mét nha. Anh em mình 5 mét thì anh em mình vứt một nơi, ổ cắm một nơi mình có thể cắm và cầm đục ở một nơi để mình sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Có dây đai để gói gọn dây khi anh em mình cất giữ rất là ok luôn. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ ghim điện để anh em mình nghe tiếng máy thử nha. Đây, anh em nghe tiếng máy này. Đó. Với một con đục như thế này ha, anh em thấy này, một công suất 1850W và tốc độ là 1500 vòng trên 1 phút, anh em nghe tiếng máy rất là rác nha ha. Chắc chưa? Còn khi anh em mình gắn mùi này ha. Khi mà mình gắn mùi vào và kê lên cái vật đục như là bê tông nền thì những anh em mà sử dụng qua đục thì biết ha, thì nó mới có lực đục của bê tông nha anh em. Này nhìn này. Đó. Anh em thấy không? Đó, khi mà mình đặt vào này ha, đặt lên trên một cái tấm nền hoặc là những cái vật cứng mà mình cần đục thì nó sẽ tự động bê tông nó sẽ đóng ha. Đó. Cực kỳ khỏe luôn anh em. Lực đục với con này nòng 35 thì ok luôn. Hôm nay sale rẻ cho anh em chỉ có 2.050.000, được bảo hành 6 tháng cho anh em mình yên tâm mà sử dụng luôn anh em. Mẫu mới hiện tại bây giờ luôn cho anh em ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của máy xưởng Minh Châu để mình sở hữu một máy. Còn em ở xa, mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Anh em vừa ý với dòng nào hôm nay Minh Châu sale thì ủng hộ Minh Châu ha. Rồi, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên rất là yên tâm luôn anh em ạ. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.